Hello mọi người nha, vẫn là mình thông đốc. Theo chỉ có mỗi anh quảng trên quảng ngũ rồi mà. Đấy, chỉ có mỗi anh Mạnh. Đấy, cái chàm đi chơi hết rồi mà. Anh thật có mỗi người mẹ thằng quay phim mà đây. Anh Mạnh thì là anh quảng 4 người. Bây giờ có mỗi mình, với cả cái xe Honda của anh Toại anh Quyết mình không biết. Đó, mình không thể biết được, hai anh không biết được. Đó, thì mọi người biết là anh Quyết vẫn mua xe rồi đúng không? Đấy, thì bây giờ mình nói được kỳ bà nữa này. Bây giờ mình chào vào, mình vào đấy mình bị cái gì đó, bị bẫy hay cái gì đó đấy, mình bây giờ mình sẽ vào đó, xong rồi bây giờ mình phi xe vào đi cổ bị sao bây giờ đau tim thế đấy, như thế sao mình chẳng nghĩ nào sao đưa mình đi về không rồi. Hay mẹ cứ vứt đấy, mẹ kệ anh em này thôi, chết tỏi tối, chắc là bây giờ trong mình phải đi vào luôn đó. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.